Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có bản tin tài liệu đặc biệt, cuộc đua vũ trang hỏa tiện của các quốc gia trên thế giới và phóng sự Đại hội Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu với Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin từ New York Times, Hiện nay chỉ có 5 quốc gia có thể bắn hỏa tiễn tới bất cứ nơi nào trên thế giới. Đó là Nga, Mỹ, Trung Cộng, Anh Quốc và Pháp. Ông Ian Williams, phó giám đốc tại Trung tâm Chiến lược Nghiên cứu Quốc tế, người đã biên soạn dữ liệu về các chương trình hỏa tiễn ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới cho rằng, chúng ta đã đi vào thời kỳ phục hưng hỏa tiễn. Một số quốc gia ngày nay càng gia tăng khả năng chế tạo hỏa tiễn làm gia tăng căng thẳng khu vực và khiến cho chiến tranh có nhiều nguy cơ bùng nổ. Ông William nói, các quốc gia hiện nay có khả năng sẽ sử dụng kho vũ khí của họ nếu họ nghĩ rằng hỏa tiễn của họ có thể đạt được mục tiêu. Ngoài ra nhiều hỏa tiễn đang được các quốc gia phát triển dựa trên các kỹ nghệ lạc hậu, khiến cho chúng kém chính xác hơn, càng làm tăng nguy cơ cho người dân và có nguy cơ hỏa tiễn có thể rơi vào các tay của nhóm lực lượng khủng bố nhiều quốc gia đã đầu tư rất nhiều vào hỏa tiễn trong hai thập niên qua, nổi tiếng nhất là ở châu Á và Trung Đông. Các quốc gia đầu tư vào hỏa tiễn thường cố gắng ngăn chặn các đối thủ trong khu vực. Cuộc đua vũ trang này đã gây ra ảnh hưởng hầu như trên toàn thế giới. Lấy Triều Tiên là một thí dụ về sự nguy hiểm này. Ước tính vào năm 1990 thì hỏa tiễn của nước này có thể đi xa khoảng 745 dặm nhưng hiện nay có thể đi xa hơn 8.000 dặm. Đó đủ để tấn công khoảng một nửa thế giới, bao gồm cả lục địa Hoa Kỳ. Trong cùng thời gian thì Nam Hàn cũng đã đạt được khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên là một trong số quốc gia đã và đang làm việc để cải thiện độ chính xác và tầm bắn hỏa tiễn của họ. Các quốc gia như Iran, Triều Tiên, Pakistan có chương trình phát triển hỏa tiễn mạnh mẽ và sự giống nhau của một số hỏa tiễn của họ đã cho thấy rằng họ đã hợp tác để chia sẻ về mặt kỹ thuật. Pakistan bắt đầu đầu tư mạnh hơn vào chương trình hỏa tiễn của mình vào những năm 1990 và được cho là đã hợp tác với Trung Cộng. Vào giữa những năm 2000 thì Pakistan có khả năng tấn công hầu hết Ấn Độ, đối thủ chính của khu vực. Quay sang Ấn Độ, đây là một quốc gia có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Pakistan và hầu hết Trung Cộng là một đối thủ khác trong khu vực trong hai thập niên qua. Ấn Độ hiện đang hợp tác với Nga để phát triển hỏa tiễn hành trình. Ả Rập Saudi và Israel đã có thể tấn công vào Iran vào trước năm 1990, nhưng bây giờ thì Iran lại có thể tấn công trở lại một trong hai quốc gia trên, một phần nhờ vào kỹ nghệ mà nước này có được từ Triều Tiên. Ngoài ra cả Ấn Độ và Triều Tiên đều đang nghiên cứu các hỏa tiễn phóng từ tàu ngầm. Điều này sẽ cho phép hai quốc gia này che giấu hỏa tiễn tốt hơn để sử dụng trong các cuộc tấn công trả đũa. Và kính thưa quý vị, một lĩnh vực cần quan tâm khác là các lực lượng hoặc các nhóm khủng bố tiếp cận được với hỏa tiễn. Một ví dụ rõ ràng về điều này đã xảy vào tháng 11 năm 2017, khi một hỏa tiễn đạn đạo được bắn từ Yemen tới thủ đô Ả Rập Saudi. Hỏa tiễn được bắn bởi phiến quân Houthi, một lực lượng phòng vệ CIA nắm quyền kiểm soát phần lớn Yemen năm 2015, được Iran và Hezbollah, một nhóm chiến binh từ Lebanon, hậu thuẫn. Liên đoàn Ả Rập đã cáo buộc người Haudi bắn hàng chục hỏa tiễn chống lại Ả Rập Saudi kể từ khi Vương quốc bắt đầu một cuộc tấn công nhằm lật đổ phiến quân năm 2015. Vũ khí được sử dụng chống lại Ả Rập Saudi là một biến thể của hỏa tiễn Scud. Scud là các biến thể của nó đã trở thành một số hỏa tiễn phổ biến nhất trên thế giới. Nga ban đầu đã phát triển Skid vào những năm 1950 để mang theo những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hỏa tiễn đóng vai trò quan trọng trong các chương trình vũ khí của các quốc gia như Triều Tiên và Iran. Các vũ khí do Triều Tiên sản xuất là những ví dụ về những việc khó khăn chặn hỏa tiễn lan rộng. Bất chấp những lệnh trừng phạt trong nhiều năm qua, đất nước này đã phát triển một loạt khóa tiễn đạn đạo sử dụng bài học rút từ Scott. Một số hậu duệ đã được bán ra cho các quốc gia trên thế giới. Ông Jeffrey Lewis, giám đốc chương trình không phổ biến Đông Á ở Viện Nghiên cứu Quốc tế Middleburg tại Monterey cho biết, với Liên Xô cũng như sau này là Bắc Triều Tiên, Scott có thể là một loại ma túy mở cửa cho một chương trình hóa tiễn nhưng điều quan trọng là sự phổ biến và gia tăng trong nước ngăn chặn lan truyền kỹ nghệ hỏa tiễn là điều rất khó khăn chúng ta gần như không thể ngăn chặn việc buôn bán ở những phần tử nhỏ như hệ thống hướng dẫn và động cơ cũng như chuyên môn của con người một máy tính hay usb có thể giữ rất nhiều bí mật và đôi khi một phần nhỏ đó có thể là tác dụng cho một bước đột phá một thiết kế động cơ mạnh mẽ của liên xô mà triều tiên mua lại được cho là động lực chính cho những diễn biến gần đây. Tiến sĩ Louis nói thêm rằng nhiều quốc gia hiện nay đang tìm hiểu các bí mật của hỏa tiễn và làm thế nào để tạo ra các mô hình đe dọa ngày càng nhiều hơn. Chẳng hạn như ở Ấn Độ đang chế tạo một loại hỏa tiễn có thể tấn công gần như nửa hành tinh. Mối đe dọa ngày càng gia tăng của hỏa tiễn sự phổ biến đã đưa đến những nỗ lực kiểm soát mới. Chế độ kiểm soát kỹ nghệ hỏa tiễn do một nhóm gồm 35 quốc gia đã tìm cách hạn chế sản xuất hỏa tiễn và các bộ phận của chúng. Nhóm này gần đây đã tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng nhằm giải quyết những thay đổi nhanh chóng trong cách phát triển và chuyển giao vũ khí. Tiến sĩ Louis cho biết là triển vọng kiểm soát sự phổ biến của hỏa tiễn đang trở nên khó khăn hơn khi kỹ nghệ chế tạo chúng trở nên phổ biến hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SPTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042. Với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703 531 1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703 992 8128, nhà hàng Nha Trang điện thoại số 703 534 1657, Nova Pharmacy điện thoại số 703 538 5555, Kim Phụng Bakery điện thoại số 703 534 4525, Brother Auto Services điện thoại số 703 204 1233, Thanh Sơn Thôn Phu điện thoại số 703 534 1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo điện thoại số 703 339 9852, Bánh Mì Ba Lẹ điện thoại số 703 876 9062. Emerson H. Accounting Tax and Parallel Services Incorporation, điện thoại số 703-237-5404. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001, Nam Anh 202-999-6075, Minh Thúy 703-485-6392. Trân trọng kính mời quý chức sắc trước việc bàn trị sự cùng đồng đạo, vui lòng đến tham dự lễ an vị Thánh tượng Thiên Nhãn tại Thánh thất cao đài Nashville vào lúc 12 giờ trưa ngày 17 tháng 3 năm kỷ hợi, tức ngày Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2019, tại Thánh thất cao đài Nashville, 11263 O Nashville Highway, Smyrna, Tennessee 37167. Sự quan tâm và tham dự của chư hiền huynh, hiền tỷ rất cần thiết để cùng nhau cầu nguyện cho nền đại đạo được hoàng khai nơi hải ngoại. Trân trọng kính mời.